bị cấm nhập vì đã từng ở Mỹ bất hợp pháp. Cư trú tại Mỹ bất hợp pháp bao gồm: một, nhập cảnh Mỹ mà không qua kiểm tra an ninh của hải quan; hai, cư trú tại Mỹ quá thời hạn I-94 cho phép; ba, vi phạm luật di trú. Bị cấm nhập 3 năm đối với những người cư trú bất hợp pháp tại Mỹ trên 6 tháng. Bị cấm nhập 10 năm đối với những người cư trú bất hợp pháp tại Mỹ trên 1 năm. Đơn xin ân xá I-601A cần chứng minh những yếu tố sau. 1. Đối với những người vẫn đang ở Mỹ, nộp I-601A. A. Đương đơn có ít nhất một trong những người thân dưới đây là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân, vợ, chồng hoặc cha mẹ ruột. B. Đương đơn cần chứng minh thêm rằng người thân nêu trên sẽ phải gánh chịu những khó khăn cực độ nếu đương đơn không được định cư tại Mỹ. Extreme hardship to qualifying relative. Đơn I-601A này sẽ được nộp sau khi hồ sơ được chấp thuận từ sở di trú và sau khi đã đóng tiền visa. Nếu hồ sơ I-601A được chấp thuận, đương đơn sẽ về Việt Nam để phỏng vấn với lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn. Đối với những người đã tự nguyện về Việt Nam, nộp I-601. A. Đương đơn có ít nhất một trong những người thân dưới đây là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân, vợ, chồng hoặc fiancé, cha mẹ ruột. B. Đương đơn cần chứng minh thêm rằng người thân nêu trên sẽ phải gánh chịu những khó khăn cực độ nếu đương đơn không được định cư tại Mỹ. Extreme hardship to qualifying relative. Để được tư vấn miễn phí, xin vui lòng gọi văn phòng Nam Cali 877 di trú Mỹ hoặc 877-348-7869, văn phòng San Jose 408-998-5555, văn phòng Sài Gòn 028-3516-2118. First Consulting Group, nhịp cầu hạnh phúc, kết nối tinh thần.